Hello, xin chào cả nhà, chào mọi người đã đến với kênh May Vlog TV. Hôm nay hai mẹ con rảnh rỗi đọc sách, lại tiếp tục đọc quyển sách Đón nhận niềm vui cuộc sống, những bí quyết giúp cuộc sống của bạn trở nên tốt đẹp hơn. Nhà xuất bản Phụ Nữ mời cả nhà cùng lắng nghe nha. Đây, đồ chơi nè. Thế nào? Đây, có nữa nè. Có đồ chơi nữa nè. Ngồi chơi thôi. Làm xấu á. Rồi, để mẹ đọc sách cho con nghe nha. Hôm nay mình sẽ đọc chuyên mục gì đây? Chuyên mục gì hay ha con? Sự việc luôn có hai mặt nè. Oroboska nói rằng hãy bỏ tất cả những phiền muộn lo âu của bạn vào một cái túi lũng. Đây là một bài tập mà tôi mới áp dụng vào trong cuộc sống của mình. Nó nhắc nhở tôi rằng sự việc bao giờ cũng đều có hai mặt, thiện và ác, niềm vui và phiền muộn, hạnh phúc và khổ đau, thành đạt và thất bại. Cuộc đời chúng ta diễn ra từ sự luân phiên giữa hai mặt của các sự việc trên. Mọi sự việc đều có điểm khởi đầu và điểm kết thúc. Không có ai luôn luôn hạnh phúc, cũng ít khi có người luôn luôn gặp bất hạnh. Sự đời thường là như thế. Có thể nói mọi cảm nghiệm mà bạn từng nếm trải đều sẽ trôi qua. Tư tưởng của bạn có điểm khởi đầu và cũng sẽ có điểm kết thúc. Mọi cảm xúc và tâm trạng bạn sẽ đều nếm trải đều sẽ được thay đổi. Bạn sẽ được niềm vui, hạnh phúc, thành công, sảng khoái, tự hào. Ngược lại, bạn cũng sẽ nếm trải nỗi đau khổ, sự phiền muộn, nóng giận, tủi nhục, thất bại. Tuy nhiên, đến một lúc nào đó... Gì vậy con? Nghỉ siêu. Thôi, mày đọc tiếp nha. Tuy nhiên, đến một lúc nào đó, bạn sẽ bất chợt tự hỏi những cảm xúc vui vẻ hay đau buồn sao bỗng đi đâu hết rồi. Bạn sẽ không biết chắc câu trả lời, cũng như những kiến thức tầm hiểu biết của ta cuối cùng rồi cũng sẽ theo ta về với cát bụi. Hãy đón nhận sự thật này để khởi đầu một ngày tự do trong cuộc sống của bạn. Hãy mở rộng lòng đón nhận những cảm xúc, những cảm giác hạnh phúc, sung sướng và trân trọng từng phút giây đang sống. Bởi vì dù có muốn, chúng ta cũng không thể níu kéo, giữ lại mãi những khoảnh khắc này. Cũng như khi gặp phải những nỗi đắng cay khổ đau, dù ra sức cầu mong ta cũng không thể làm cho nó tan biến ngay lập tức được. Do đó, chúng ta nên chấp nhận một thực tế rằng cuộc sống là một chuỗi ngày trải nghiệm những cảm xúc thăng trầm rồi sẽ liên tiếp xảy ra. Mỗi khoảnh khắc hiện tại sẽ được nối tiếp bởi một khoảnh khắc hiện tại khác. Vì thế, khi niềm vui đến, hãy đón nhận và tự nhủ rằng dù những phút giây ấy thật tuyệt vời, nhưng rồi nó cũng sẽ qua đi và những cảm xúc khác, có thể là nỗi đau hay nỗi buồn, rồi sẽ đến trong tương lai. Biết chấp nhận quy luật ấy của cuộc sống, bạn sẽ cảm thấy an bình ngay cả khi khoảnh khắc đó thay đổi. Tương tự như thế, khi phải nếm trải đau khổ, sự thất vọng, hãy biết rằng điều này rồi cũng sẽ qua đi. Hãy ghi nhớ điều này để duy trì, Hãy ghi nhớ điều này để duy trì tầm nhìn và một tâm trạng ổn định khi đối diện với bất cứ một hoàn cảnh nào của cuộc sống. Điều này không phải lúc nào cũng dễ làm, nhưng nếu chịu khó rèn luyện, nó sẽ giúp bạn nhìn đời bằng thái độ lạc quan và nhẹ nhàng hơn. Vậy con, mẹ đọc sách xong rồi nè. Con lấy này chơi không? Đây, chim cánh cụt.
Chuyên mục hôm nay đến đây đã hết rồi. Cảm ơn cả nhà đã lắng nghe nha. Hẹn cả nhà vào những video tiếp theo. Bye bye đi con. Bye bye. Bye bye. Chim cánh cụt hả? Đó. Chú chim cánh cụt á. À. Bye bye. Bye bye.